thôi, Thúy Ngân cứ làm vai trò là nữ chính thôi được rồi. Trời ơi, em với anh Vinh là quen nhau lâu rồi. Thúy Ngân mình sẽ cột tóc ngắn ngắn như vậy, dễ nhiều vậy. Chung tính tình vui vẻ dễ thương là được. Anh có thể chia sẻ em tại sao lúc anh dẫn em vô trong bụi mà anh lại rất mắc cỡ vậy? Anh không nhìn mặt em, không nhìn mắt em, chỉ nắm tay em thôi. Làm gì? Ai biết Ngân lên. Em ngại, Ngân nói em bị ngại. Em diễn em không vô, nhìn vô mặt Ngân em nhìn ở đâu không à. À con nhỏ bận tầm 2 giây mà diễn không nhìn vô mặt người ta. Ngân và anh Bảy Nụ hầu như là xin được đóng MV của anh Vinh mà không những cách xê. Tại vì thường quay MV cho đồng nghiệp á là anh em không có lấy cách xê. Dài dài sợi gà, mềm thơm hương trứng, caro sợi gà, nhà nhà đều thích. Không sao, có biệt danh là vui rồi, cái gì anh vui chứ. Nhưng mà cái tên Voi Biển Bên á, Voi Biển Band nó cũng là cái thông điệp của âm nhạc của tụi anh bây giờ. Mọi người thấy voi biển thì sao thì bây giờ năng lượng tụi anh, âm nhạc của anh sẽ giống. Nó là cái trong con người anh mang ra, chứ không phải là cái anh cố gắng làm. Anh muốn cho mọi người thấy cái insight của tụi anh là như. Hello Ngân. Ở đây nè. Thank you em. Mời nói gì? Xin mời tấm hình nha. Ok, thank you. Còn này mình nên né ra chứ mà. Mình giảng giảng ra một xíu rồi. Trong phiên tơ đầu tiên nhất đây là em có để ý là có một cái bóng dáng của một con gái mà có thể là nữ chính trên VFB lần này. Mà em xem cái phần comment là khoảng 90% là comment của các khán giả là đều dự đoán đây là đáp án là con gái hết. Đây có phải là nữ chính trên VFB? Thì em xin đôi trang. Anh đứng cái coi trong kia xinh hơn chứ không? Mà em thấy những cái MV ca nhạc của anh Vinh là toàn đóng với nữ chính toàn xinh đẹp không à? Thì không biết là đối với anh Vinh thì nữ chính ở ngoài đời có những người sẽ như thế nào ạ? Xin lỗi, mình sẽ cột tóc ngắn ngắn vậy, dễ nhiều vậy. Chung tính tình vui vẻ dễ thương là được. Ủa vậy nếu mà người đứng kế bên của anh là giống cả bao nhiêu phần trăm nữ chính trong ở ngoài cuộc sống của anh? Thôi bí mật đi, này đi với anh nói quá anh là chết luôn á. Không, lẽ giờ cái chị ở đây chị ở đây mà anh dám nói là không giống vậy thì cũng kỳ đó. Yeah. Anh đừng mang tới à. Bạn ơi. Xin được đóng MV không những cách xê. Tại vì mọi người rất là mong chờ và muốn anh Vinh trở lại cái vị trí là ca sĩ. Vì lâu lắm rồi cũng chưa nghe anh Vinh hát. Ngân hồi xưa cũng là một fan hâm mộ của anh Vinh, rất thích bài Tìm Hoa Gió. Giọng anh rất là trầm ấm, rất là dễ thương. Và Ngân cũng hay nghe và những lúc rất là buồn. Nên bây giờ bài trở lại này thì nghe nói là những cái bài nhạc của anh không còn buồn như xưa nữa. Thì không biết là do tâm trí của anh không còn buồn hay là như thế nào á. Đang đóng đầu đó. Anh hy vọng là khán giả và mọi người sẽ ủng hộ Vinh, sẽ share nhiệt tình và nghe nhiệt tình cho mọi người. Nhưng mà có ngạc nhiên không khi mà Thùy Vinh lập Voi Biển Band, Voi Biển Band. Bài này thì cũng khá là ngạc nhiên, tại vì tôi nghĩ là anh Vinh từ xưa giờ anh quen hát một mình rồi. Thì lần này không có Voi Band nữa thì cảm
không trong một ngày. Và khi mà làm việc ở nhóm và như vậy thì bắt đầu họ thực sự tập trung, cũng như là thật đầu tư về hình ảnh nè, rồi chưa kể tới là công sức tiền bạc rất là nhiều nữa. Thấy mọi người vừa rồi quay MV ở ngoài bên dưới cũng rất cực, hầu như tôi quay cả ngày trời là 5 người đánh trống thứ khác cũng nhảy như thế. Cũng mong là không biết là anh Vinh có cho mình hát ké hay là rap ké gì hay không. Cái tên ảnh hát mà anh không cho. Từ rap được một câu nhỉ. Thôi anh Vinh nói là thôi Thúy Ngân cứ làm vai trò là nữ chính thôi được rồi, chứ đừng hát gì hết, sợ cướp sống của anh. Nhưng mà trước giờ thì mọi người đã có cái tin đồn là em với Thu Vũ Vinh đã quen nhau á, thì bây giờ lại còn đóng nữ chính trong MV nữa thì trời ơi, em với anh Vinh là quen nhau lâu rồi. Yêu nhau chưa? Bây giờ nó hẳn là yêu đi. Em là quen nhau là 10 năm rồi. Thì yêu thì sao không? Yêu hả? Ngưng với anh Vinh là giống như quý mến anh em đồng nghiệp thôi. Rất nhiều tin đồn là Ngưng sẽ yêu người này, yêu người kia. Nhưng mà trời ơi, Ngưng cô nói nhiều lắm rồi. Bây giờ mình trả lời lại nữa thì cũng không có gì mới để nói hết. Bây giờ mọi người cứ nghĩ sao thì biết mình nói sao. Mọi người cũng nghĩ như vậy, mình cũng không nghĩ được. Cái điều quan trọng nhất là anh cảm thấy mừng bởi vì anh còn cái ngọn lửa đó. Anh cũng đứng rồi em à, nhưng mà không sao. Sao cái nó đứng vậy? Tao đứng, tao nói tao đứng. Đâu có ngồi đâu, giờ đang đứng mà. Rõ ràng. Nhưng mà cái band này thì đây là cái giấc mơ của anh. Nghĩ là anh muốn được mình là một phần trong một cái band nhạc đúng cái chất là từng nhạc cụ rồi hát những ca khúc do chính mình chính band chính mình viết ra. Đây là lúc anh làm. Anh cũng không biết là Vbiz còn đón anh không, nhưng mà anh cứ làm hết cái năng lượng của anh không. Anh đi tìm từng người đó chứ. Anh chơi trong một cái cộng đồng cũng mấy anh em chơi nhạc rock, chơi nhạc cụ nhiều. Thì anh phải đi tìm từng người. Thì đây là những con người mà có cái duyên gặp nhau và họ có cái gọi là đồng tình với anh, hưởng ứng với anh. Thì anh rất là thank you với chuyện này. Voi biển Ben thì anh muốn cảm ơn cái tình cảm của khán giả, những người mà yêu mến cái tên Voi biển, đồng nghĩa việc yêu mến anh. Thì cái sản phẩm này nó cũng giống như là anh muốn dành cho cái những người yêu mến anh vậy. Tụi anh bắt đầu từ tháng 3, nó rất dài và rất nhiều giai đoạn, hỉ nộ ái ố đầy đủ. Một tháng vừa rồi là một tháng tập cho cái buổi này thôi. Thì cái cảm xúc thì anh nghĩ để cho mọi người nói. Đinh rất là vui khi mà được tham gia dự án này của anh Vinh. Thì trải qua thời gian làm việc với anh Vinh á, thì như anh Vinh đã nói là hỉ nộ ái ố là có đủ hết. Là cũng có nghĩa là đồng nghĩa là đã từng rất là vui, mà cũng từng đã thấy anh Vinh rất là wow. Và nói chung cũng bị anh Vinh chửi nhiều. Cũng buồn. Nhưng mà rồi sau đó thì mình vẫn hiểu là vì lý do là mục đích chung của cả team. Nên không, buồn thì buồn, buồn nhưng mà mình vượt qua để mình cố gắng hơn. Hello Jun. À, đây Jun ngầu quá. Hello. Hi. Wow. Hello anh em. Rồi. Rồi, nữ người trước nha. Full người nha. Dạ rồi.
Em xin chào quý vị khách mời. Dạ, bữa đó thì thật sự là bữa cái Vinh mà quay MV á thì Luật có biết. Thì Luật mới lại nói với là Vinh đó là ê, nếu mà quay MV tại sao mình không mời Vinh Kim Bảy Hậu đi, thì Vinh mới nói là không, mình sợ mọi người không có sao thu xếp một thời gian. Thì Luật mới nói là quan trọng là mọi người thích em hay không thôi, chứ mà thích thì có thể thu xếp được hết. Còn nếu mà không thích thì lý do nhiều lắm em ơi. Tại vì thường quay MV cho đồng nghiệp á là anh em không có lấy cachet đó, mà đi xa nữa, cho nên là lý do sẽ rất là nhiều. Nhưng mà do là làm việc chung với nhau lâu rồi cũng quý Vinh á, cho nên là ai cũng thu xếp được thời gian hết. Mà ra đó thì nói quay thật sự ra chứ còn là chơi không có quay. Vinh nói là anh chị muốn miễn sao vui là được, miễn sao mình cảm thấy mình thật sự vui là được, đúng rồi. Chứ giờ mà kêu tụi anh mà diễn mà kiểu đẹp rồi này kia làm sao diễn được, có mình Ngân với lại Cộng làm được thôi, chứ còn tụi anh là làm được. À, anh chỉ chia sẻ thôi, còn cái phần mà nắm tay vô bụi rồi đó là để cho Ngân chia sẻ. Nhưng mà chúc mắt là gì? Là Ngân thấy chuyến này nó vui không? Thật ra em rất vui, giống như Lực nói, Lực có chia sẻ là vì mọi người thương anh Vinh. Em thì giống như mọi người, em cũng thương anh Vinh. Là anh Vinh rất dễ thương. Cái chuyện đó thì em cũng thương anh Vinh giống như anh thương anh Vinh vậy đó. Thì em cũng có một thắc mắc là bình thường em với Vinh ở ngoài hát hơn và cũng hay giỡn, hay chọc giỡn mà không hiểu sao mà em Vinh Vinh lại ngại với em vậy. Vinh ơi, anh có thể chia sẻ em được không? Tại sao lúc anh dẫn em vô trong bụi mà anh lại rất mắc cỡ vậy? Lúc vô trong đó anh không thể diễn với em được luôn. Anh không nhìn mặt em, không nhìn mắt em, chỉ nắm tay em thôi. Vinh ơi, em rất thắc mắc nha Vinh. Lần sau mà anh quay MV là anh phải thật lòng với em chút xíu nha. Lát nữa mình sẽ chơi. Dạ, thì nói chung là hôm nay cả nhà mấy đội đi tham gia nước quay MV cũng là một cái niềm vui và mọi người rất thông minh. Và hy vọng là mọi người xem MV xong cũng sẽ chia sẻ ủng hộ anh Vinh nhiệt tình, giống như là nhà bản đồ cũng rất thương mọi người chia sẻ với con Vinh. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Làm gì? Ai biết con em ngại, Ngân nói em bị ngại. Em diễn em không vô, nhìn vô mặt Ngân em nhìn ở đâu không à. À con nhỏ bận tầm 2 giây mà chỉ không nhìn vô mặt người ta. Thì ai biết đâu lúc đó anh Lục ở đây em đi. Nói câu kỳ quá, biết nói gì luôn. Cái gì? Cái gì? Ok, thật sự thì nếu mà không ai hỏi gì thì chắc mọi người cảm nhận đủ rồi. Thôi mình tự hỏi mình tự trả lời luôn ha. Voi Big Bang ai cũng thắc mắc cái tên này. Nhiều người thì hiểu là mình lấy từ cái nickname. Nhưng mà cái chính á, mình lấy từ cái nickname Voi Big Bang này là cái năng lực. Thì mình hiểu khán giả khi mà nhìn cái nhân vật voi biển á, mọi người vui. Và mình ở cái độ mà 30 mấy nhát này rồi, mình cảm thấy cuộc sống thì càng vui. Yeah, em thì sớm thôi mắt. Ok, chúng ta chờ nhau vào điểm cuối nhé. Ok, cái âm nhạc lần này mình muốn làm, mình muốn được share cái năng lượng còn lại ít hỏi của mình cho mọi người vui. Cuộc sống đủ stress rồi. Yeah. Cứ thấy mà bật mệt quả quả thì nghe nhạc của mình nhé. Mình sẽ có năng lượng. Ok. Cảm ơn rất nhiều cho mọi người đã mọi là cái lúc này đến đây đã share với mình và đã nhận được phần năng lượng của mình. Hy vọng là mình tiếp tục cái share với mình. Bây giờ là công đoạn đi hẹn rồi. Cho mình một cái share như là các bạn nữa nha. Thank you. Ok, we love you. Stay.